Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường chứng khoán có biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là do hệ thống ngãi lệnh. Nhưng với sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến nay thì hệ thống trên HOSE đã thông suốt, giúp nhà đầu tư yên tâm khi giao dịch. Vậy các cơ quan quản lý sẽ có định hướng như thế nào để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm nay? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 có diễn biến khó lường, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là quốc gia thu hút FDI tốt và chính phủ có quyết tâm cao về kiểm soát lạm phát, duy trì mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, sự vào cuộc quyết liệt dập dịch cũng như triển khai tiêm vaccine mở rộng cũng mang lại kỳ vọng đến cuối năm có thể kiểm soát được dịch bệnh, qua đó đảm bảo tăng trưởng ổn định của nền kinh tế vĩ mô. Để chuẩn bị cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra một số định hướng cụ thể. Chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc mà tuyên truyền về cái luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn luật để cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng như là các thành viên thị trường chúng ta nắm bắt để chúng ta thực thi cái luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn luật được tốt. Và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục mà hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật. Chúng tôi sẽ hoàn thành trình bộ để trình các cấp có thẩm quyền để ban hành cái chiến lược phát triển thị trường chứng khoán 2021-2030. Chúng tôi triển khai để hoàn thành cái dự án công nghệ, hiện đại hóa công nghệ, hệ thống công nghệ của KRX để phục vụ cho cái việc hoạt động giao dịch thanh toán, để từ đó chúng ta có thể triển khai những cái sản phẩm tài chính mới để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thị trường. Điểm thứ tư là chúng tôi tiếp tục thực hiện tái cấu trúc thị trường trên cơ sở 4 trụ cột là về hàng hóa, về nhà đầu tư, các tổ chức kinh doanh chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán. Thì trong đó là Ủy ban Chứng khoán sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để chúng tôi hoàn thiện bộ máy sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thành viên quan tâm chính là tiến độ trong quá trình triển khai hệ thống công nghệ KRX của Hàn Quốc. Theo đó, hệ thống này hiện đang được thử nghiệm nội bộ giữa ba đơn vị HOSE, HNX và VSD. Dự kiến đến đầu năm 2022, hệ thống này có thể đi vào vận hành. Trên cơ sở đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được bổ sung thêm nhiều sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư. Khả năng xử lý của hệ thống cũng được mở rộng và chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều sản phẩm mới có thể triển khai. Ủy ban chứng khoán nhà nước thì cũng đang chỉ đạo rất là sát sao cho hai sở và trung tâm lưu ký chứng khoán, và chúng tôi cũng đang rất là quyết tâm để triển khai cái dự án này, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh khi mà các cái chuyên gia của nhà thầu thì qua Việt Nam một cách rất là hạn chế. Nhưng mà mặc dù có những cái khó khăn nhất định, nhưng mà chúng tôi cũng đang rất là quyết tâm để có thể hoàn thành và đưa dự án này đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Trên nền tảng công nghệ mới, VSD sẽ chuẩn bị mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở và các sản phẩm như T0. Khi triển khai được mô hình này, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi. Để nâng hạng thị trường Việt Nam thì đây là một trong những cái mấu chốt mà họ vẫn quan ngại, là chúng ta vẫn đang có cơ chế là ký quỹ 100% tiền khi chúng ta đặt mua chứng khoán. Thì theo tôi đánh giá, khi mà gói thầu công nghệ của 04 và của Triệu Chị Hà đang nêu vào thì chúng ta sẽ làm được việc này. Tuy nhiên bản thân cái gói thầu công nghệ của chị Việt Hà mà chúng tôi là được cùng là một trong ba đơn vị thụ hưởng, thì bản thân chúng tôi cũng phải làm một cái giải pháp nữa, một cái phần mềm, một cái gói công nghệ để tích hợp vào cái hệ thống của chỗ của HOC đang đầu tư thì mới có thể triển khai được cái CCP cho thị trường cơ sở. Điểm thứ hai nữa là cái sản phẩm mà chúng ta đã có quy định pháp lý từ năm 2015, đó là bán chứng khoán trở về hoặc là giao dịch intraday trading, chúng ta vẫn gọi là T0, thì cũng được tích hợp trong cái công nghệ của bản thân cái gói thầu mà toàn thị trường được hưởng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất nhiều cái sản phẩm để chúng ta hỗ trợ cho thị trường. Đặc biệt là như ở đây thì có chỗ vừa rồi chúng tôi có phối hợp với chỗ DC, Châu Anh Tuấn và một số các cái ngân hàng giám sát để cho chúng ta ra cái sản phẩm quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Khi mà chúng tôi cung cấp một cái sản phẩm là quản lý cái tài khoản cho các cái người tham gia vào các cái quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, tạo ra một cái sản phẩm là các cái định chế đầu tư có tổ chức để tham gia góp phần ổn định vận hành của thị trường.
thị trường chứng khoán đã phát triển sang giai đoạn mới, nhất là khi đã có luật chứng khoán 2019 nêu rõ. Với tổ chức kinh doanh chứng khoán thì có hệ thống mới đi vào hoạt động, đảm bảo công nghệ hóa và hệ thống thanh toán bù trừ, đáp ứng tiêu chí nâng hạng của thị trường. Đây là những nền tảng vô cùng quan trọng để thị trường tiếp tục phát triển, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Thị trường giảm trong những phiên đầu của tháng 7 đến từ hai yếu tố, định giá là một phần, yếu tố thứ hai là dòng tiền. Trong đó, dòng tiền nước ngoài rút dòng mạnh, từ đầu năm đến nay rút dòng trên sàn chứng khoán 1,7 triệu đô la Mỹ và trong 3 năm qua tổng cộng là 4 tỷ đô la Mỹ. Cộng thêm lượng cho vay ký quỹ tăng đột biến ở các công ty, vậy muốn thị trường tăng tiếp thì cần có các đợt chuyển hóa từ người vay nhiều sang các nhà đầu tư chưa vay, dòng tiền nước ngoài quay trở lại, dòng tiền mới thay thế dòng tiền cũ. Sau khi thị trường điều chỉnh mạnh trong những tuần đầu của tháng 7, PE của toàn thị trường đã điều chỉnh về mức hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, VN Index trong ngắn hạn hoàn toàn có thể điều chỉnh về lại mức kháng cự 1.200 điểm. Tuy nhiên, về cuối năm 2021, VN Index vẫn có thể tăng lên mức từ 1.400 đến 1.500 điểm. Nếu có giảm xuống như vậy, thì khả năng thị trường vẫn lên trở lại đâu đó khoảng lúc 1.400 đến 1.500 điểm. Thì lý do và cơ sở chúng tôi đưa ra đó là dựa vào cái FPS tăng trưởng của năm 2021 này, dự kiến đâu đó tăng trưởng khoảng 33%. Thì chúng ta biết là thị trường nó phải phản ánh cái nội tại của doanh nghiệp. Thì FPS nếu tăng trưởng đâu đó khoảng 33%, thì cái làm cho cái PE trung bình của vào cuối năm 2021 nó sẽ giảm đi xuống ở mức thấp hơn. Và chúng tôi xác định là nó mức mốc khoảng 1.450 đến 1.500 điểm là điểm đến của VN Index trong 6 tháng tới. Và với điều kiện, với giả định đạt được đó là chúng ta phải dập được dịch trong tháng 8. Và nếu mà dịch mà Covid mà chúng ta không khống chế được trong tháng 8 này, tháng 8 tới thì chúng ta thấy là cũng cái dự báo về tăng trưởng EPS của chúng tôi có thể thấp hơn một chút. Cái dòng tiền có nhu cầu đầu tư ở trong doanh mình rất là lớn. Chính vì vậy mà cái lượng tài khoản mở mới trong cứ liên tục tăng kể từ tháng 4 năm ngoái đến bây giờ thì cứ liên tục trong xu hướng tăng, và chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay thì cái mức tăng đã tăng khoảng 60% so với cái tổng cái mức tài khoản mở mới trong năm ngoái. Thì cái này chứng tỏ là cái dung lượng của thị trường mình đang còn rất là lớn. Và và Rồng Việt cũng cho rằng là sau cái nhịp điều chỉnh vừa rồi á, thì cái định giá của rất nhiều nhóm ngành đã về mức hấp dẫn hơn, và sắp tới có thể sẽ là cái cơ hội cho nhà đầu tư sàng lọc cổ phiếu ạ. Trước khi Covid trở thành vấn đề lớn thì dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp từ khoảng 50 đến 52% bao gồm cả doanh nghiệp trên Upcom, nhưng vì Covid nên dự báo giảm xuống, tăng trưởng 40% cho năm 2021 và năm 2022 nếu kiểm soát được dịch thì lợi nhuận tăng từ 22 đến 25%. Điều này sẽ giúp cho PE của thị trường trở về mức hấp dẫn. Xét về định giá cho 2021 đâu đó khoảng tầm 14,5% PE nếu mà lợi nhuận tăng khoảng tầm 35-40%. Còn nếu như mà xét vào định giá cho 2022, nếu mà tăng trưởng lợi nhuận được 22-25% thì định giá chỉ còn khoảng 11,5% PE mà thôi. Là dưới mức bình quân của thị trường khoảng tầm 15-16 lần PE ấy, rất là dài. Do đó nếu mà chúng ta ngồi chúng ta kêu định giá thị trường chúng ta mắc thì có một vài, tôi xin nói là có một vài công ty đang dự trên sàn có một định giá cao hơn cái mức bình thường rất nhiều. Nhưng mà xét một cách tổng thể cả thị trường, 11,5 đến 12 lần PE, tôi cho rằng không thể nào nó mắc được. Do đó, nếu mà chúng ta tin vào câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận 2022 đâu đó từ 20-25%, tôi nghĩ cái vùng mà 1.200 tới 1.250 là cái vùng mà tôi nghĩ các bạn có thể quan tâm xuống tiền để mua những doanh nghiệp tốt. Nhìn về chu kỳ kinh tế, Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ nhận định suy thoái kinh tế do COVID-19 đã kết thúc vào tháng 4 năm 2020. Đây là nền kinh tế đầu tàu trên thế giới đã phục hồi và thị trường chứng khoán cũng phục hồi. Tương tự ở Việt Nam là quốc gia xuất khẩu nhiều cũng đã xuất hiện đáy của thị trường chứng khoán vào cuối tháng 3 năm 2020. Nền kinh tế của chúng ta cũng đi cùng với cái việc của nền kinh tế thế giới. Thế thì cái đáy của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là tháng 3 năm 2020. Vậy thì nếu mà nhìn lại là chúng ta xác định được là suy thoái do Covid nó đã đi qua. Hiện tại một số quốc gia còn đang khó khăn, nhưng về tình nói chung là đã đi qua. Tháng 3 năm 2020 là đáy của thị trường chứng khoán thế giới ở Việt Nam. Và từ đó cũng là nền kinh tế bắt đầu lên. Nếu tiếp tục một cái chu kỳ dài thì cái chu kỳ tăng trưởng này nó có thể kéo dài đến 7-10 năm. Và do đó chúng tôi nhìn nhận
cái việc đầu tư là trên một cái chu kỳ dài 7 đến 10 năm bắt đầu từ 2020. Thì cái việc mà thị trường điều chỉnh trong một thời gian ngắn thì nó không là vấn đề gì cả. Khi thị trường bắt đầu từ đáy lên thì đã có 3 nhịp điều chỉnh. Nhịp đầu tiên là tháng 6 đến cuối tháng 7 năm 2020. Nhịp thứ hai là trong tháng 1 năm 2021 và nhịp thứ ba là trong tháng 7 năm 2021. Vậy thì cái ba cái nhịp điều chỉnh này nó khá là tương đồng với những con số về những cái đã xảy ra trong quá khứ về cái nhịp điều chỉnh. Vậy thì cái nhịp điều chỉnh trong tháng 7 năm 2021 thì chúng tôi đánh giá là khi mà nói điều chỉnh giảm 13% và chúng tôi đánh giá là cơ bản là đã tạo đáy ở cuối tháng 7 năm 2021. Thế thì với cái việc mà kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và chính phủ khống chế được COVID và thị trường chứng khoán đang ở trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng thì hoàn toàn là thị trường tiếp tục sẽ đi lên. Và với những cái nghiên cứu của chúng tôi thì sau những cái đợt điều chỉnh thì bình quân thị trường có thể đi lên khoảng 30-40%. Còn về yếu tố dòng tiền, dịch bệnh đã làm thay đổi kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư từ quý 2 năm 2021, ảnh hưởng tâm lý và ảnh hưởng đến quyết định giải ngân của nhà đầu tư. Nếu trong tháng 8, chúng ta kiểm soát được dịch bệnh tại các thành phố lớn, thì dòng tiền sẽ sớm quay trở lại bởi tiền trong dân còn rất lớn. Chúng ta rất kỳ vọng là vào tháng 8 này, chính phủ sẽ dập được dân dịch tại Việt Nam, tại những thành phố lớn. Thì lúc đó em vẫn tin là dòng tiền đâu đó vẫn còn rất nhiều ở ngoài. Các công ty chứng khoán vẫn còn nhiều, rất nhiều mà xin. Các nhà đầu tư vẫn còn rất nhiều tiền và lúc đó thì chỉ ổn một cái thôi thì mọi thứ là hệ thống của hồ sơ gì đó có thể là tiếp tục phải căng mình ra để thử xem là cái sức tải của hệ thống có thực sự ổn hay không. Mặc dù có Covid nhưng mà em đánh giá lại số liệu về tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế của 4 quý liên tiếp và thậm chí cả chỉ vào quý 3 này nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, em lấy ví dụ như là về thương mại số, thương mại bán lẻ chẳng hạn thì khả năng vẫn tiếp tục đạt doanh số tốt. Nhiều lĩnh vực, nhiều logistics chẳng hạn thì đâu đó vẫn tiếp tục là doanh số và lợi nhuận đều đã tăng trưởng mặc dù có Covid xảy ra. Và nhiều lĩnh vực như là về bất động sản, một số lĩnh vực bất động sản hoặc là các công ty về một số ngân hàng hoặc tất cả nhưng vẫn tiếp tục duy trì đạt lợi nhuận tăng một cách đột biến. Về cái tỷ trọng mà chúng ta margin vừa rồi cũng tương đối cao mà cũng không phải có cái giải chấp nhiều hoặc là cái dòng tiền trên trạng thái tiền mặt và sẵn sàng ở trên tài khoản để nhà đầu tư có thể là tham gia thị trường cũng sẵn sàng hoặc là cái nhu cầu mở mới các cái tài khoản mới tại VND chúng tôi kiểm soát hoặc là sử dụng các cái công nghệ eKYC trong vấn đề giao dịch điện tử từ các cái nhà đầu tư ở các cái vùng sâu xa nó cũng hỗ trợ tốt cho thị trường. Và một cái điều nữa tôi cũng thấy là cũng rất là thuận, tức là chúng ta cũng có những cái xử lý được cái vấn đề về nền tảng công nghệ cho giao dịch, vấn đề cho thanh toán và những cái cấu trúc, tái cấu trúc của thị trường chúng ta cũng làm mạnh. Và đặc biệt cái pháp lý khi mà triển khai cái hướng dẫn luật và đưa vào thực thi, tôi thấy là cũng tạo rất nhiều điều kiện để cho cái khu vực của thị trường vốn có cái huy động và tăng trưởng cái nguồn vốn để chúng ta hạ thấp cái hạn chế là chúng ta tiếp cận phần nhiều vào cái dòng vốn của ngân hàng thương mại. Thì đây là những cái điểm mà tôi nghĩ là có những cái nền tảng để hỗ trợ cho thị trường cho những cái tháng cuối năm. Có thể thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn nằm trong xu hướng tăng trưởng dài hạn. Sự điều chỉnh nếu có xảy ra cũng là sự điều chỉnh cần thiết để thị trường có thể đi lên một cách bền vững dựa trên các yếu tố hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô đến nội tại doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.